Xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Phạm Hùng Stock. Video ngày hôm nay thì chúng ta đi vào chính là thị trường VN Index ngày 17 tháng 10 2023. Thì lý do tại sao phiên ngày hôm nay ATC lại bị đạp mạnh đến như vậy? Tuy nhiên cái volume thì nó bé tí ti thôi, chứ nó không có cái dấu hiệu gì là bán tháo của nhỏ lẻ, của nhà đầu tư cá nhân. Thì đa phần là em theo dõi trong phiên rất là sát, khi mà ATC thì một lệnh một lượng lớn các nhà đầu tư họ à một một lượng lệnh bán ra rất là nhiều và một lệnh trao tay. Ví dụ như là dòng chứng khoán này, dòng banh thì có VPBank hôm nay bán rất là nhiều, Tây bán nhá. Thì em đánh giá hôm nay là một cái phiên cơ cấu quỹ của các tổ chức tạo lập, của các tổ chức nước ngoài và quỹ tự doanh họ cũng cơ cấu. Hôm nay nếu anh chị để ý thì tự doanh là mua dòng ở đây bên này. Hôm nay tự doanh là mua dòng tầm 152 tỷ anh chị nhé. Và tập trung vào là VPBank. Thì gần như là họ đang đảo tiền cho khối ngoại. Khối ngoại hôm nay họ bán 86 tỷ. Thì hôm nay thì cái VPBank tự doanh thì họ cũng mua là 86 tỷ luôn. Và DLG này, đấy, STB này và các một số các cái mã khác vẫn được mua dòng nhé anh chị nhé. Thì nó làm ra cái tâm lý như vậy để anh chị nhà đầu tư hoảng loạn và bán cố nốt cái lượng hàng trong kho của mình ra. Thì theo em đánh giá, nếu chưa có cái tin tức gì xấu về lãi suất, về ngân hàng thì và một vài các cái tin tức từ chiến tranh các thứ, thì VN-Index của chúng ta đang rất là bình thường. Và hiện tại họ nhà đầu tư tạo lập, nhà đầu tư lớn họ cũng chỉ đạp xuống để cố test lại cái một gọi là cố test lại một cái nền nữa thôi, một lần nữa. Ngày mai nếu có dấu hiệu mà mở gap buổi sáng mà nó hồi phục lên ngay thì em đánh giá rất cao cái pha nến ngày mai. Nếu nó có cái sắc tăng gọi là bao phủ luôn cả cái cây nến ngày hôm nay là 1,73%, và gần như em đánh giá ấy, là gần như ngày mai sẽ là một cái phiên trả điểm của các mã cổ phiếu. Tuy nhiên là đến cuối phiên thì xanh hay đỏ thì em sẽ chưa thể nào mà nói trước được, tùy vào lúc đấy mua bán ra sao nhá. Cái việc trả điểm nhưng mà không phải là mã nào nó cũng trả đâu, chỉ trả một vài các cái mã dòng trụ họ mượn hàng để đạp thôi. Ví dụ như SSI này hôm nay họ cũng đạp khá là sâu. Hôm nay SSI tự dưng mấy ông lôi ra 4 triệu cổ ông đạp làm cái gì? Để cho tâm lý nhỏ lẻ họ bán tháo. Mặc dù Tây hôm nay mua dòng 38 tỷ SSI và họ vẫn đang có cái kỳ vọng về hệ thống KRX và tăng trưởng nâng hạng. Đấy. Nên là đây anh chị nhà đầu tư để ý cái biểu đồ này. 14 giờ 25 vẫn đang có cái giá 32,45 anh chị nhá. Nhưng mà chỉ vài phút thôi là nó bị đạp khá là sâu. Ở đấy kể cả như là VIX này. Đúng không? VX hôm nay đạp làm gì có vôn, các ông đạp ra làm gì nữa. Đấy, bây giờ kể cả là tạo lập họ đạp cho anh chị nhà đầu tư xuống để làm cái gì, thì bây giờ hàng trong tay tạo lập gần như là 100%. Đấy, họ chỉ đạo gọi là trao tay một chút thôi để làm cái thanh khoản thôi, chứ bây thời điểm hiện tại làm gì có ai mua bán nhiều. Đấy, nói thật với nhau là như vậy, rất là ít nhà đầu tư mua bán ở cái vùng này. Đấy, những cái con số mà anh chị đang mua bán thì nó không phải thể hiện nó quá quá là lớn đâu. Em bỏ cái hình nền này ra cái cho nó nhạt nhạt đi cái nhỉ. Đấy, nhìn cho nó rõ. Đó. Thì em đánh giá là VIX thì nó cũng đang trong cái nền này, thì anh chị nếu mà được thì ngày mai nó mà ổn hơn thì nó phải làm một cây nến tăng bao phủ. Đấy, không thể bao phủ được hết nhưng mà ít nhất là nó cũng phải có cái đến tăng làm một cái đường dây
Đấy, bởi vì sao? Trước đấy em đã nhìn được cái mẫu hình gọi là bánh mì kẹp thịt ở đây rồi. Đây là hai cây nến xanh kẹp một cây nến đỏ, tức là sao, là chuẩn bị đảo chiều. Và thêm cái nhịp này nữa gọi là làm cái đáy hai. Nếu cái đáy này nó xác nhận thành công, ngày mai mà tạo đáy thành công ở cái vùng này thì chắc chắn rằng là Vic ổn anh chị nhá, chỉ cần nói ổn thôi, còn chưa chắc là nó có tăng mạnh hay không nhá. Ổn là để chúng ta gom được dài hạn. Đây, cái đáy này nếu mà xác định là ngày mai mà nó ổn định ở cái vùng này luôn thì đáy RSI nó vẫn đang tăng trưởng. Đấy, thì cũng không có vấn đề gì cả. SI cũng vậy anh chị nhá. SI cũng đâu có vấn đề gì đâu. Đây là toàn nhỏ lẻ họ suy diễn ra họ bán. Đấy rồi đâu vào đấy hàng lại về tay tạo lập. Rồi nhịp tới họ lại có cái, trên tay cái báo cáo tài chính lãi khủng khiếp. Rồi sau đấy họ lại kéo một mạch lên, thanh khoản thị trường lại bùng nổ. Thì anh chị nhà đầu tư lại quay vào đua mua thôi. Mà chúng ta đã quên mất là những cái khoản lỗ các thứ mà chúng ta đã thực hiện hóa những cái khoản lỗ bằng cách là bán đi trong những phiên ATC. Đó, ngày mai em đánh giá nếu mà nó tiêu cực đầu phiên mà đến tầm trưa mà nó đỡ được thì rất là may mắn và rất là tích cực. Đấy, còn không nếu mà buổi trưa là chúng ta thấy chạt nó bắt đầu nó cắm đầu xuống thì thôi, chiều cứ xác định là anh em nằm sàn hết. Là như vậy. Còn nếu mà ai mà chúng ta thấy là buổi trưa mà chuẩn bị nó cắm đầu xuống rồi thì chúng ta có thể hạ cơ cấu một chút nhá. Đấy, còn buổi chiều nếu mà buổi chỉ cần trước buổi trưa đến tầm 11 giờ nó xuống, nó cắm đầu xuống ấy, là cũng liệu 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 rồi đấy. Rồi thì hôm qua cái video ngày hôm qua nói về thị trường nên là ít người xem. Tuy nhiên là em cũng đã báo với anh chị nhà đầu tư là, rằng ấy là khi mà cổ phiếu và cái gì nhỉ, thị trường mà nó giảm quá cái kênh, giảm quá cái ngưỡng hỗ trợ 1.138 thì chúng ta hạ. Nhưng mà hôm nay thì nó lại chơi kiểu sốc, nó chơi kiểu ATC thì chúng ta không thể nào biết được. Đây, cái ngưỡng lúc mà nó sập đến tầm 1.135 thôi, nhưng mà đóng nến tự dưng ở 1.121. Đó, thì em nghĩ ngày mai một vài các cái mã cổ phiếu sẽ được trả điểm và sẽ có cái dấu hiệu nó có đà tăng và hồi phục của thị trường. Nhưng hồi phục mạnh hay không thì chúng ta tùy thuộc vào lúc đấy dòng tiền như nào nhá. Liệu anh chị nhà đầu tư đang cầm tiền ngồi ở ngoài đã thấy giá cổ phiếu nó hấp dẫn chưa? Và chúng ta có sẵn sàng để mua hay không? Đấy, thì đấy là một cái câu hỏi cho nhà đầu tư cầm tiền ở ngoài. Em biết là bây giờ nhiều nhà đầu tư đang cầm tiền rồi thì chúng ta đang chờ đợi cái điều gì? Đấy, lãi suất thì chúng ta cũng phải chờ đúng không? Tin tức các thứ thì em vẫn đang đợi đây, nó chưa có cái dấu hiệu gì về lãi suất. Chưa có dấu hiệu. Và tin chiến tranh các thứ nó cũng không có. Đấy, hôm nay là tổng thống Mỹ sang xem các cái diễn biến về chiến tranh thế nào, xem có tức là dịu dịu đi một chút được hay không. Với cả Venezuela cũng chuẩn bị ký kết gì đấy với Mỹ đấy, thì nó sẽ làm giá dầu nó giảm. Khi mà giá dầu giảm thì lạm phát giảm thôi. Lạm phát của Mỹ mà giảm thì chắc chắn là năm sau Fed sẽ hạ cánh mềm. Năm nay chắc là vẫn sẽ giữ, ít nhất là giữ cái lãi suất. Còn không tăng, ít ít khả năng tăng lắm. Bởi vì sao? Trái phiếu nó tăng, trái phiếu Mỹ 10 năm nó tăng rồi thì Fed cần gì phải tăng lãi suất nữa, đúng không? Đấy, còn xem nào. Đấy, thì Vini hôm nay thì em thấy là cơ cấu quỹ này thì làm cho anh em nhỏ lẻ sợ thật ấy. Đấy, hôm nay anh chị nhà đầu tư để ý này. Đây, để em bật cái chart lên nhá. Anh chị nhà đầu tư để ý này, thì cái mua bán của khối ngoại hôm nay là rất là nhộn nhịp. STB này mua 4 triệu 8 cổ phiếu nhá, 4 triệu 8 cổ phiếu. Mà trong phiên nó không có mua bán nhiều như này đâu. Trong phiên thường ấy, lệnh LO bình thường ấy là
nó chưa có xuất hiện những cái việc mà bán mua 4 triệu 8 cổ phiếu STB, nhưng cuối phiên lại mọc ra cái lệnh 4 triệu 8 thu mua lại cực kỳ lớn. Đấy, nên anh chị nhà đầu tư để ý STB này. Đấy, thì hôm nay là khối ngoại họ cũng từ đang đang bán dòng 176 tỷ lúc trước ATC, em nhớ là như vậy. Còn sau ATC là khối ngoại họ đã kéo lên và mua dòng 167 tỷ anh chị nhé. Tức là sao, bây giờ họ mua là mua STB là một này, SI, VIX này, VND này, đợt này nhá. Dòng chứng khoán họ được họ họ mua rất là nhiều, FTS vẫn mua anh chị nhá, cao thế vẫn mua cơ mà. Chứ không phải là đơn giản đâu. Họ bán thì họ có bán vài cái mã mà chưa có kỳ vọng nhiều như Vinhome. Vinhome thì bây giờ không có kỳ vọng nhiều, và đặc biệt là bây giờ họ không, Vinhome chưa kể cái câu chuyện gì nó quá xuất sắc cho nhà đầu tư khối ngoại họ tham gia. Và các cái quỹ đất và các cái khu phức hợp mà họ làm ra thì cũng đang bán khá là tốt. Book vào cái lợi nhuận, book vào cái chỉ số tài chính rồi. Đấy, VPBank thì bây giờ họ cơ cấu lại cái danh mục thôi. HPG này, hôm mua hôm bán. Đấy, GAT bán này, HD Bank này, MDLG này bán mấy hôm nay rồi. Đấy, MDLG thì phải chăng là nó chưa kể cho nhà đầu tư khối ngoại cái kỳ vọng gì. Còn trong chứng khoán anh chị biết rồi nhé, KRX thì chúng ta kỳ vọng nó rất là lớn. Và 25 tháng 12 này nó hoạt động, nó run rồi. Thì em đánh giá nó không có cái vấn đề gì đâu. Đấy. Vini thì ngày mai chạm xuống cái ngưỡng tầm 1.115 thôi là rút chân là quá đẹp nhá. Thì anh chị nhà đầu tư cũng yên tâm là một phần là như vậy. Còn nếu mà nó xác định, anh chị cứ kẻ cái chen này ra, nó gãy cái chen này thì chúng ta hạ đó. Còn ngày mai em nghĩ là úp ATC thì cũng 50-50 đấy, tùy vào trước cái phiên ATC nó như thế nào. Nếu trước ATC mà vẫn xanh xanh tím thì ngọ thì rất là tốt rồi, không có vấn đề. Đó, xem qua một vài các tin tức này, hôm nay nhiều mã lắm. Hôm nay nhiều mã cần xử lý, hôm qua dòng dầu. Hôm qua bây giờ em giữ vị thế quan sát là nhiều. Đang cầm tiền mặt khá là nhiều đấy để chúng ta chuẩn bị có cái nhịp bắt đáy. Dòng dầu hôm qua là chúng ta thấy cái phiên đạp một phát làm cái cây nến doji. Đây không phải chính xác cây nến doji, nhưng đây là một cái cây nến trong cái mẫu hình của nến Nhật, nó gọi là nến con quay. Và cái dâu nến thân dâu nến trên này nó dài hơn rất là nhiều so với thân nến, nó phải gấp 4 lần. Thì chúng ta phải biết nó như thế nào rồi và nó xấu đến cỡ nào. Và hôm nay là một kết hợp với một cái phiên cây nến giảm dài như thế này thì chắc chắn sẽ có những cái phiên giảm tiếp theo. Và chúng ta phải chờ đợi cái điểm cân bằng của nó nhá. Dòng dầu thì em không khuyến khích tham gia và bắt đáy vội anh chị ạ. Còn chúng ta quan sát đã. PVS thì sao? Nó cũng đi giống nhau mà. Nó cũng không cần phải nhận định nhiều nhá. Hôm nay sell với cả đích đích tự dưng lại lăn đùng ra. Nhưng mà sell thì em lại không bất ngờ. Bởi vì em luôn luôn sẵn sàng để sell nó về với giá 18 thì chúng ta gom. Luôn luôn là như vậy. Chứ em không gom quá nhiều ở cái vùng tầm 19 này đâu, và đặc biệt là 20 cũng chẳng gom. Gom làm cái gì? Đấy, bởi vì sao? Biết là nó kiểu gì cũng sẽ một lần test khi mà chạm vào cái ngưỡng MA20 rồi, nó không có chuyện lên hình chữ V đâu anh chị ạ. Trong nhiều video em bảo rồi, ít khi xảy ra cái hình chữ V lắm. Mà bây giờ chúng ta kỳ vọng là làm sao nó có giảm về rồi nó đi tiếp, nó làm cái nền rồi nó mới chạy thì nó mới chắc hơn. Và nếu mà chúng ta muốn cổ phiếu nó chắc thì cũng nên đi kiểu này. Còn lên hình chữ V thì đơn giản thôi, như Vini đấy. Đấy, Vini đấy anh chị. Đấy, lên hình chữ V đây. Đấy, rồi sau đấy là đạp một mạch là thoát khỏi cái vùng chữ V này luôn. Đấy, thì bây giờ chúng ta phải lưu ý một chút nhá. Bây giờ sideways cái vùng 1.160
Đấy, ở xong rồi đến tầm 1110 là ổn nhá, chưa cần thiết phải phải gãy đâu. Thực ra nó gãy bây giờ cũng chẳng có cái vấn đề gì để mà gãy cả. Đấy, margin thì cũng không có, mà các cái tâm lý thì cũng đang rất là bình thường, chưa thấy có cái vấn đề gì cả. Thực ra là hôm nay em cũng rất là khó hiểu khi mà thị trường nó xảy ra như vậy, và mình cũng bất ngờ chứ, không phải bất ngờ, không 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 bất ngờ đâu. Tự dưng 5 phút cuối cùng bị đạp giảm. Hôm nay SI thì mình cũng nắm giữ SI, mà mình quan sát cái mã này cũng đang rất khỏe, chuẩn bị là vào mua gom khi mà nó đà giảm ngày hôm qua. Nó chuẩn bị mua gom rồi, tự dưng ấy, bị đạp giảm giảm xuống. Nhưng mà theo tâm lý của em, nếu mà một người đang cầm tiền, một lượng lớn đang cầm tiền như này, với vị thế của mình đi, mình đang cầm tiền, thì nếu mà nhìn cái cây volume ngày hôm nay nó không có bị đập mạnh, với cái thanh khoản yếu như này và cái biên độ giảm là tầm 2%, thì em thấy vẫn rất là tốt, và ngày mai có thể là em sẽ vào ATO một phần là như vậy, một phần luôn, chứ không có vấn đề gì xảy ra cả. Đấy, nó đạp nó không có volume thì không phải là xấu, dòng tiền lớn đâu phải thoát đâu, dòng tiền lớn không thoát đâu anh chị ạ. Họ vào 70 triệu cổ này, với cả đầu sóng họ vào luôn là 60 triệu cổ, thì khi mà thoát hàng thì anh chị phải để ý những cái cây volume nó phải đạt cực đại. Ví dụ như 100 triệu cổ phiếu hoặc là 150 triệu cổ phiếu thì nó mới là thoát hàng. Anh chị để ý nhé, khi mà những cái phiên thoát hàng của SI ở vùng đỉnh ấy, nó lớn hơn phải gấp đôi những cái cây volume lớn ở ở phía trước đấy. Mà cây volume lớn ở phía trước đấy là 28 triệu cổ phiếu mà nó còn gấp đôi được. Thì đến thời điểm hiện tại với cái lượng free float nó lớn, sau tầm hai lần tăng vốn phát hành thêm, thì đến thời điểm hiện tại là SI nó có free float là cực kỳ là lớn, có thể là 750 triệu cổ phiếu, 750 triệu cổ phiếu. Thì chứ bù trừ đâu đó là nhà đầu tư dài hạn đi, thì chắc khoảng tầm 200 300 triệu cổ phiếu là lãi họ cầm, 100 triệu cổ phiếu là nhỏ lẻ họ cầm. Đấy, cứ mua bán làm sao thì đấy tùy mọi người. Đấy, làm sao là vẫn trong cái tầm kiểm soát của nhà đầu tư lớn. Đấy, và họ chưa thể nào mà phân phối cho anh chị được đâu, theo em quan sát là như vậy. Mà bây giờ họ muốn đánh ấy là phải đánh dập dìu như này này, y hệt luôn anh chị ạ. Y hệt luôn. Chẳng qua bây giờ là mình thấy nó hơi khác khác một chút thôi, nhưng mà về cái bản chất nó vẫn như thế thôi. Về cái bản chất là nó vẫn như thế, và nó vẫn dập dìu là như vậy. Thì dập dìu để anh chị nhà đầu tư bán ra mà. Đúng không? Vẫn vẫn là để anh chị nhà đầu tư bán ra thôi. Đây dập dìu đây. Nhìn phát là biết luôn đấy mà. Đúng không? Chẳng qua đợt đấy nó lên hình chữ V thì nó cần tốn thời gian thêm tầm 1 2 tháng để nó hấp thụ lại. Đấy, hấp thụ lại với cái giá nó rẻ hơn một tẹo thôi, chứ bây giờ tự dưng lại được cái giá rẻ quá, nó làm luôn cái nền ở dưới này thì các ông lớn ông ấy hấp thụ sạch. Đấy, anh chị nhà đầu tư thấy FTS này nó lên hôm nay thì nó gãy cái cây volume M20, mà cái volume nó không cao lắm anh chị ạ, thì em thấy rằng nó không phải là tâm lý chung đâu, nó không phải là tâm lý chung. Đây chỉ là sự nhúng tay của tạo lập thôi. Và đây anh chị nhà đầu tư để ý này, nó đang 45.25, nó đang xanh, nó đang rất là khỏe, tự dưng lại đạp cho nó một cây thì thôi, thì mai tranh thủ là em cũng nhặt một ít. Đấy, xin phép anh chị là như vậy, mai em cũng nhặt của anh chị nhà đầu tư nào mà cắt lót FTS. Đấy, tự dưng lại nhặt được cái đống hàng 42.15 này thì ngon. Đấy, còn về được tầm 40 thì ngon nữa. Đấy là một người đang tâm lý cầm tiền là như vậy anh chị ạ.
là đang rất muốn săn lại cái lượng hàng của lượng hàng tốt nhá của nhà đầu tư mà đang cầm hàng cắt lót. Đây là tâm lý của em như vậy, lấy cá nhân em là như vậy. Bởi vì đợt vừa rồi em cũng báo thực ra là báo ở trong room là cũng hạ để cầm tiền, chỉ nắm giữ một vài các cổ phiếu mạnh, cổ phiếu khỏe thôi. Như SI là team em vẫn cầm nhá. Team em vẫn cầm, tuy nhiên là không phải là phần lớn. Nên là hôm nay nó cũng giảm đâu phải là giảm sàn đâu. Nó giảm có 2% bằng mai chắc là trần phát là kéo kéo sạch lên ngay mà. Đấy, những cái mã trần sàn ngày hôm nay cũng một phần là những cái mã mà nó tăng khá là mạnh. Đấy. Như ANV, PC1. ANV giảm sàn này. Bởi vì sao, nó cũng tăng về cái vùng đỉnh cũ này rồi nhưng mà nó chưa break được thì nó phải giảm sàn thôi. Đấy. PC1 cũng như vậy. Đấy, nó tăng trần nhưng mà hôm đấy lại yếu quá nó bị đạp. Thì hôm nay giảm sàn. Nhưng mà theo em đánh giá thì khả năng cao là nó sẽ đi theo cái kiểu này. Nếu mà được nhá thì sẽ đi kiểu này, nó chuẩn chỉ luôn đấy anh chị ạ. Các cái cây nến nó đều chuẩn chỉ mà chạm vào cái đường ấy rút chân thì nó cũng không phải ngẫu nhiên đâu mà nhà đầu tư tạo lập họ làm ra cho để mình nhìn đấy. Ai tinh ý thì nhìn được. Đợt vừa rồi em cũng nhìn toàn kỹ thuật thì em mới ra được hàng. Chứ nếu mà cứ nhìn chăm chăm vào cái cơ bản thì mình lại không thoát được hết hàng đâu, mình cứ giữ thôi. Đấy. Mà giữ thì nó khổ lắm. Nói chung là nó ảnh hưởng tâm lý của mình rất là nhiều, đặc biệt là mình cũng đang làm cái nghề tư vấn. Mình giữ sau mình ảnh hưởng những cái tâm lý cho nhà đầu tư của mình, cho khách hàng. Đấy. Mà nhiều lúc cái tâm lý nó cũng lấn át và nó không được khách quan. Đấy, nhiều lúc cũng sẽ phải chuẩn đoán sai chứ. Đúng không? Đấy, bây giờ thì chúng ta phải chờ đợi tin tức thôi. Ngày mai sống hay hay chết là nhờ cái tin tức lãi suất là một và chiến sự là hai. Chiến sự em không lo lắm. Chiến sự của chỗ khác chứ Việt Nam bây giờ có khi lại lạm dụng luôn cả cái chiến sự ấy chứ. Chúng ta xuất khẩu được. Đấy, giá thành ở ngoài nó cao lên thì chúng ta sẵn nội tại có nông nghiệp này, có gạo này, có phân đạm các thứ, chúng ta xuất khẩu đi, lấy tiền lấy đô về để chúng ta kinh doanh, chúng ta lấy đô về thì lại cân bằng lại cái tỷ giá, đúng không ạ? Đó thì cũng cũng em thấy cũng không có vấn đề gì cả. Còn bảo Trung Quốc với cả Đài Loan gì, chắc bây giờ Trung Quốc mà nó sang đập Đài Loan chắc cũng lâu lắm. Trung Quốc phải đợi thôi. Trung Quốc bây giờ nền kinh tế của nó phụ thuộc vào bất động sản rất là nhiều mà bất động sản nó còn đang lung lay. Khi nào bất động sản nó hồi phục đi thì cái lực của ông Trung Quốc ông mới nhiều, mới mạnh được. Đấy. Để anh chị nhà đầu tư để ý nhé. Còn cái mã nào không? Dòng chứng khoán, BSI. Hôm nay giảm sàn đâu. BSI hôm nay không giảm sàn mà gọi là đạp cố để lấy mai ATO, còn cướp hàng của anh chị nhà đầu tư một ít. Ai ngày mai mà sợ bán hết sạch cái hàng ra xem. Chiều mai em khỉ chạy. Đấy, hôm nay là giảm 3,75%. Làm một cây nến như mấy phiên hôm trước thì là được là ổn chứ làm sao mà, đúng không? Nhịp này nó có cớ nó đánh lên anh chị ạ. Đang song song đang ở trên cái kênh giá anh chị nhé. Nó đang ở trên một cái kênh giá tăng đấy, không phải là đơn giản đâu. Nên là cái nhịp này hầu như là toàn tạo lập họ set up cho anh chị nhà đầu tư thôi. BSI. Rồi còn VND nào. VND thì em cũng không lo lắm. Cái lo nhất của em về VND nó là Trung Nam Group thôi. Mà Trung Nam xử lý xong rồi thì em không cần phải lo lắng cái gì cả. Đấy, cho bán cho đạp thoải mái. Anh chị ạ. Cứ để nhỏ lẻ bán đạp thoải mái đi. Còn yên tâm là cái lợi nhuận của VND quý này nó khác xa với cái tình hình đầu năm, cuối năm ngoái và đầu năm nay. Nó khác xa rất là nhiều.
Nên là để mà về cái vùng tầm 16 này cho đến 18 này là về cái là họ, khối ngoại họ nói thật với anh chị nhà từ khối ngoại họ tranh cướp của anh chị ngay. Mà tranh cướp nhiều ấy thì chắc chắn là giá lại tăng. Là như vậy. Chúng ta chỉ cần biết như vậy thôi. Còn chính phủ mình khả năng cao là cũng sẽ học được cái bài học từ năm 2008 khi mà nó đang kinh tế đang yếu, xong rồi búp cái nới lỏng tiền tệ. Nới lỏng tiền tệ được có mấy tháng. Xong rồi thắt chặt luôn. Thì coi như là lúc đấy thị trường kinh tế là nó đứt hẳn luôn đấy anh chị ạ. Nên là chúng ta chính phủ mình khả năng cao là cũng sẽ biết được cái bài học này rồi. Nên là cũng không thể nào mà bây giờ thắt chặt ngay được anh chị ạ. Rất khó để thắt chặt. Nó đang lỏng như này mà còn chưa chưa ăn nai. Đấy. Anh chị để ý nhé, khi mà ví dụ thì em lật lại cho anh chị nhà đầu tư cái năm 2007 2008. Đây 2000 2007 đây. 2007 đây, nó tăng rất là cao, lúc đấy thì volume nó cũng không có nhiều, nó thật là như vậy. 2006. Đấy, suy thoái này, 2006 thì cũng đến tầm tháng 3 2007 là thắt chặt. Đấy, thắt chặt thì nó giảm. Nó giảm xong rồi lại nới lỏng. Nới lỏng thì về luôn đỉnh cũ. Về luôn cái đỉnh cũ anh chị ạ. Đấy xong rồi nó đạp một. Thắt chặt một phát thôi coi như đi luôn. Một phát là từ 1.200 xuống 300. Đâu còn 200 thôi. Đấy. Nó bay mất bao nhiêu? Từ 1.200 nhá. Đấy. Gần 1.200 rồi. Cái ngưỡng 1.200 ngày xưa là máu chiến lắm ấy anh chị ạ. Đấy nó giảm sàn mỗi ngày. Volume nó giảm 1%, 1% này thì khó chơi lắm. Đấy xong dần dần thị trường lại có cái nhịp bắt đáy của nhà đầu tư mới tham gia. Đấy dần dần thì nó lại hồi phục thôi. Đấy nói chung thời gian là nó sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng mà đấy, thời điểm này thì nó vẫn theo một cái kênh giá. Em đánh giá là nó không quá tiêu cực đâu. Nó không quá tiêu cực. Nếu mà theo sóng ABC thì bây giờ nó đang là sóng C. Em xem một chút nhé. Theo sóng chỉnh ABC thì bây giờ nó đang là sóng C thôi. Sau đây sóng điều chỉnh đây. Một này. Tôi chết là mình ấn ấn hai lần rồi. Một, hai, ba. Đấy, sóng chỉnh rồi. Còn bây giờ thì muốn tăng thì nó lại về nó làm cái này nền này thôi. Thì sau một cái quả sóng chỉnh thì nó sẽ là những cái đáy này. Đáy cao dần. Đấy. Đấy sóng chỉnh đây chúng ta nhìn phát là biết luôn cái sóng chỉnh đợt tháng 2 hay gì, đúng không? Chuẩn luôn đấy chứ. Có cả nói chung là sóng chỉnh thì nó cái bài của nó thế rồi anh chị ạ. Đó thì cái video ngày hôm nay em nói nôm na như vậy chủ yếu là tâm sự với anh chị nhà đầu tư chứ không có nhiều các mã cổ phiếu cho anh chị nhà đầu tư mua ở thời điểm này. Ở những cái mã nào tốt và dài hạn thì em đã nốt lại ở trong room lệnh, anh chị có thể xin tham gia. Anh chị có thể nhắn tin trực tiếp cho em để em hướng dẫn nhé. Đấy, còn bây giờ chủ yếu là chúng ta ngồi buôn với nhau về thị trường, phản ứng nó sẽ ra làm sao và các cái tin tức nó ảnh hưởng như thế nào. Đấy, thì anh chị có thể tham gia cái nhóm Zalo của em để QR trên màn hình. Chúng ta tham gia để chia sẻ với nhau nhá. Cảm ơn anh chị đã đón xem, hẹn anh chị ở những cái video lần sau nhé.